Dạ vâng ạ. Em xin chào các anh chị ạ. Em là bác sĩ Hương, hiện đang công tác tại khoa chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện K. Nhưng mà không phải như chị Hạnh nói là em phải là chuyên gia của cơ xương khớp đâu ạ. Chuyên gia cơ xương khớp ở bên khoa em bây giờ là giáo sư Giang. Thế nhưng mà chắc là thầy cũng bận nên là thôi em mạo muội là xin trình bày một cái bài giảng mà cũng có tham khảo rất nhiều những cái nội dung cũng như là cái format của bài giảng của thầy. Cũng có up ở trên YouTube thì em cũng không có tham vọng là có thể giảng hay là có thể chia sẻ gì nhiều, mà em muốn là trình bày theo một cái định hướng để cho chúng ta thực hành trên lâm sàng. Ví dụ như bọn em bình thường bọn em làm như thế nào thì bọn em cũng sẽ chia sẻ với các anh chị theo cái định hướng chẩn đoán của bọn em như vậy, để cho chúng ta có một cái gọi là cái overview ấy, để có cái định hướng chẩn đoán cho nó chính xác. Chứ còn đâu là xương khớp thì hiện tại đến bây giờ nó vẫn là một cái mảng rất là khó, bọn em vẫn cần phải hội chẩn cũng như là cần phải tiến hành theo dõi bệnh nhân rất là lâu thì mới có thể đưa ra được một cái kết quả chẩn đoán cuối cùng. Thế thì đối với chẩn đoán u xương thì ai cũng có một cái tham vọng là có thể chẩn đoán đến cùng, ví dụ như là nhìn vào cái u này biết nó là cái u gì, nhưng mà nó chỉ có một số những cái u gọi là đặc hiệu thì chúng ta mới có thể là đặt được ra những cái chẩn đoán sắc như vậy. Còn đâu là chúng ta cần phải có một cái chiến lược để định hướng rồi thì sẽ làm gì tiếp theo, các phương pháp như thế nào và theo dõi nó ra làm sao để định hướng cho các bác sĩ lâm sàng cũng như là các bác sĩ về mô bệnh học để có thể chẩn đoán được cái khối u xương này. Thì mục tiêu của cái bài của em thì nó gồm có hai phần, một là các cái đặc điểm X-quang cơ bản trong định hướng chẩn đoán các bệnh lý của u xương, và hai đó là các cái chiến lược chẩn đoán của một khối u xương và các cái khối u xương thường gặp ở trên lâm sàng. Về đặc điểm X-quang cơ Hương ơi, bản. em phóng to lên được không? Em cho nó chạy slide show ấy. Được, được không Rồi, nhỉ? ok, đấy, đủ to rồi. Thank you em. Ok. Về đặc điểm X-quang, các anh chị cũng chắc là cũng đã từng đọc được cái file kết quả của bọn em gửi, thì ông thì tiêu xương, ông thì đặc xương, rồi thì loạn xà ngầu hết cả lên nên là cũng không hiểu được là ông đang định tả cái gì. Thế nên là thực ra thì tổn thương ở xương ở trên X-quang nó chỉ quy vào các cái dạng cơ bản là tiêu xương, đặc xương, rồi thì sơ xương, có tổn thương sụn hay là các cái vị trí của cái tổn thương. Thì đặc điểm X-quang cơ bản đầu tiên mà em muốn nói đến đó là cái hình ảnh của cái tiêu xương. Thì tiêu xương người ta chia ra làm hai nhóm lớn. Cái tiêu xương mà rõ ràng có nghĩa là người ta định được cái ranh giới của cái vùng tiêu xương, và cái tiêu xương không rõ ràng là cái ổ tiêu xương mà người ta không thể định được ranh giới của cái vùng tiêu xương, kèm theo là các cái tổn thương đặc xương. Và các tổn thương đặc xương thì người ta chia ra làm hai nhóm, gợi ý lành tính và gợi ý ác tính. Về mặt tiêu xương ấy, thì các cái ổ tiêu xương mà chúng ta có thể xác định ranh giới rõ ràng thì thường nó có giới hạn rõ, có viền đặc xương có thể dày hoặc mỏng ở xung quanh, tổn thương thì có thể nằm ở trong ống tủy hoặc là vỏ xương, và chúng ta cần phải tìm thêm các cái dấu hiệu gợi ý ác tính đi kèm và hoặc là có gãy xương đi kèm hay không. Đây là một cái bảng phân loại mà người ta đưa ra cho các cái đặc điểm tiêu xương mà có giới hạn rõ ràng kèm theo với độ tuổi. Người ta phân ra thành các cái lớp từ 10 cho đến 40 tuổi và người ta thống kê lại những cái loại u thường gặp. Ở đây thì chúng ta có các cái nang xương, u xơ không cốt hóa hay là nang xương phình mạch, cũng như là các cái u về sụn, u tế bào khổng lồ, và có một cái nhóm đó là nhóm nhiễm trùng của xương. Thì chúng ta như trong cái bảng phân loại thì như anh chị thấy là nó gồm có cả tiêu xương, cả đặc xương, sơ xương, và nó có thể gặp ở tất cả các loại tuổi. Đây là một cái bảng phân loại khác về cái đặc điểm người ta gọi là đặc điểm sơ của xương, thì cũng phân theo từng cái lớp tuổi như vậy. Thì dựa vào những cái từng lớp tuổi như thế và dựa vào những cái đặc điểm của khối u thì chúng ta có thể định hướng được cái chẩn đoán, và chúng ta sẽ hướng các bác sĩ là mình sẽ làm thêm những cái gì để có thể là đưa đến chẩn đoán. Về các cái đặc điểm của tiêu xương mà có xác định ranh giới rõ ấy, thì chúng ta hay gặp là những cái nang xương này, u xơ không cốt hóa, nang xương phình mạch hay là các u tế bào khổng lồ. Tóm lại là các cái khối tiêu xương mà có xác định ranh giới rõ ràng thì phần lớn nó là các cái tổn thương lành tính. Đây ạ, thì người ta sẽ chia ra làm hai độ tuổi, trên 30 và dưới 30 tuổi. Và người ta sẽ có các cái vùng, người ta chia ra ở đây là dưới 30 tuổi. Thực ra thì nếu đúng ra thì phải là dưới 20 tuổi, thì khi mà cái sụn tiếp hợp này nó chưa
nó chưa đóng kín ấy, thì người ta hay gọi là đây là cái tuổi là tuổi trưởng thành hay là tuổi thiếu niên ấy. Thì lúc này là cái tốc độ tăng trưởng của cơ thể là đang ở trong cái thời kỳ lớn nhất. Và cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà trên 30 thì là cái sự tiếp hợp nó đã đóng. Thì có các cái vị trí ở vùng diện khớp này, ở vùng hành xương này, ở vùng thân xương và dưới vỏ thì chúng ta sẽ gặp một số loại u điển hình. Đấy ạ. Và tất cả các loại u ở đây thì người ta sẽ xếp nó theo cái tên chữ cái ở của cái danh pháp, và người ta sẽ có một vài các cái đặc điểm gọi là đặc trưng ấy. Ví dụ như là viêm xương hạt vàng thì hay gặp ở lứa tuổi dưới 30, u nội sụn thì nó thường là phải có ma trận sụn, hay là đối với cái u tế bào khổng lồ này, thì nó phải ở cái nó hay gặp ở cái bề mặt khớp, và nó thường là có cái nó không có cái viền sơ sơ mảnh ấy, và nó phải khi mà cái sụn tiếp hợp nó đã đóng rồi đấy. Hoặc là cái u sơ không cốt hóa thì thường ở dưới 30 và nó nằm ở cái vùng sát vỏ. Rồi thì các cái bệnh lý khác thì nó đều có những cái đặc điểm mà nó hay gặp ở một cái lứa tuổi nào đó, và cái đặc điểm nó khá là đặc biệt, thì để cho chúng ta có thể định hướng được cái chẩn đoán. Đây là một cái tổn thương xương kinh điển mà mở màn của bất cứ một cái bài giảng nào thì cũng sẽ đưa cái ví dụ này lên. Như em sẽ phân tích đối với cái hình ảnh này, ví dụ như là thứ nhất là tổn thương ở vùng hành xương của cái chỏm của xương cánh tay. Ở đây người ta không cung cấp thông tin của bệnh nhân, nhưng mà chúng ta thấy là cái sụn tiếp hợp nó vẫn còn, thì nó khả năng là khoảng là tuổi thiếu niên đó. Đó, cái ổ tiêu xương đó nằm ở, hoàn toàn ở trong ống tủy, có thể xác định rõ ranh giới bằng với cái viền đặc xương xung quanh, mà cái phần góc tiếp xúc của cái ổ tiêu xương với vùng xương lành nó là hai cái góc nhọn, có nghĩa là cái giới hạn này nó nằm hoàn toàn ở trong ống tủy, kèm theo đó là có cái phần mất liên tục của vùng vỏ xương và cái mảnh xương rơi. Thì đây là một cái đặc điểm kinh điển của một cái nang xương đơn thuần, simple bone cyst, nó hay gặp ở tuổi thiếu niên này, ở vùng hành xương của đầu xương dài, và hay gặp chủ yếu là ở xương cánh tay. Thì đặc điểm của nó là một cái ổ khuyết xương giới hạn rõ nằm hoàn toàn ở trong ống tủy, và cái nang xương này thì hay được phát hiện tình cờ bởi vì là bệnh nhân sẽ bị gãy xương, đây là một cái trường hợp gãy xương bệnh lý, và có các cái mảnh xương rơi, nó rơi ở trong cái nang xương này. Đây là một cái ví dụ khác của cái đặc điểm về tiêu xương. Tổn thương này thì sụn tiếp hợp thì đã bắt đầu đóng rồi. Tổn thương ở vùng hành xương gần với diện khớp, tiêu xương mà có đường bờ rất là rõ. Có giống với nang xương không ạ? Nó gần giống với nang xương nhưng mà vị trí của nó thì lại không ở trong cái vùng tủy xương, ở cái vùng diện khớp, mà hay là ở độ tuổi, mà hay gặp ở chỗ khớp gối. Thì cái này thì chẩn đoán là u tế bào khổng lồ. Đây ạ. Một cái ví dụ khác, tổn thương nằm ở cái vùng dưới vỏ. Tổn thương nằm ở vùng dưới vỏ, người ta gọi là lệch tâm ấy, thì cũng có một cái tiêu xương này, nhưng mà có cái viền đặc xương rõ ràng ở xung quanh. Tuổi thì hay gặp ở tuổi từ dưới 30, nhưng mà để chẩn đoán được cái này là cái u sơ không cốt hóa, non-ossifying fibrosis, thì người ta cần thêm các cái dấu hiệu về các cái, người ta cần thêm các thông tin về lâm sàng, ví dụ như bệnh nhân có đau hay không, có hạn chế vận động hay không, rồi thì có biểu hiện của sốt hay là viêm phúc mạc hay không. Tại sao lại hỏi về cái viêm phúc mạc ở đây? Bởi vì là có những cái bệnh cảnh toàn thân, hoặc là có những cái bệnh cảnh mà nó có biểu hiện của viêm phúc mạc nhưng nó cũng kèm với tổn thương xương, ví dụ như là trong cái bệnh cảnh nhồi máu xương đó, hoặc là có đau hay không thì ở trong các cái bệnh cảnh như là cốt tủy viêm thì nó cũng có cái biểu hiện rất giống như là cái u sơ không cốt hóa này. Đây ạ. Một cái ví dụ khác của cái tiêu xương mà có ranh giới, có giới hạn rõ. Đây ạ. Tổn thương ở cái vùng hành xương nhưng mà phát triển chủ yếu ra phía bên ngoài. Phát triển chủ yếu ra phía bên ngoài và không thấy có các cái dấu hiệu khác gợi ý ác tính, ví dụ như xâm lấn phần mềm hay là phá hủy vỏ. Bệnh nhân này thì đã rất là khó để có thể chẩn đoán nó là cái gì ở trên X-quang, bởi vì nó trông nó rất là giống, cũng có thể là u tế bào khổng lồ hoặc là cũng có thể là một cái viêm xương hạt vàng nào đó, thì đã được chụp cắt lớp và chụp cộng hưởng từ thì thấy là cái khối
tổn thương từ cái vùng vùng vỏ xương phát triển ra bên bên phía ngoài, không có cái phần lấn vào vùng vùng tủy, cái vùng sâu bên trong. Và trên chụp cộng hưởng từ thì chúng ta thấy là nó gồm có các cái khoang dịch và nó tạo bởi hai cái mức dịch dịch như thế này. Thì cái này được chẩn đoán là nang xương kinh mạch. Thường thì cái nang xương kinh mạch này nó thường xuất hiện thứ phát ở sau chấn thương hoặc là những cái tổn thương về có mạch máu đi kèm. Thì cái nang xương kinh mạch này thì nó bản chất của nó là máu và chảy máu lâu ngày, nên là cái do cái sự thoái hóa của hemosiderin với cả sự lắng được của cái tế bào máu này nó tạo thành một cái mức dịch dịch như thế này. Đây là một cái gọi là tiêu chuẩn chẩn đoán gần như là 100% xác đáng đối với cái nang xương kinh mạch. Đây một cái ví dụ khác là các cái ổ tiêu xương, nhưng mà nó lại nằm hoàn toàn ở trong ống tủy. Đây. Nhưng mà ở đây lại gặp ở lứa tuổi lớn ở trên 40. Đó. Ở lứa tuổi lớn ở trên 40 và thường bệnh cảnh hay được đưa đi khám đó là thiếu máu hoặc là đau, thì cái này người ta hay gặp ở trong cái bệnh ảnh cảnh đa u tủy xương. Đây một cái đây một cái ổ tiêu xương nằm ở trong cái vùng cuống sống ở trên một cái bệnh nhân nữ cao tuổi và có các biểu hiện nhiều loãng xương rồi cùng với những cái tiêu xương khác. Thứ hai đó là khi tiếp theo nhóm tiếp theo đó là các cái ổ tiêu xương mà ranh giới không rõ, thì người ta cũng chia ra làm hai nhóm tuổi 30, dưới 30 và trên 30, kèm theo các cái vị trí mà người ta thống kê được hay gặp. Thì các cái tiêu xương mà không rõ ràng này thì chúng ta hay gặp nhất là ở nhóm các cái bệnh lý về viêm nhiễm trùng xương, và hai nữa đó là các cái bệnh lý về các bệnh lý ác tính, ví dụ như Sakoma Wing hay là cái osteosarcoma. Đây đây là một cái đặc điểm người ta gọi là tiêu xương không rõ ràng. Như là ở bên này ạ, thì chúng ta thấy là cái viền đặc xương mà chúng ta xác định được cái ranh giới của cái vùng tiêu xương nó được giới hạn với cả cái tủy xương rất là rõ. Tuy nhiên cái tổn thương này thì chúng ta không định được ranh giới, mặc dù ta thấy có tiêu xương, mặc dù ta thấy có cái viền đặc xương, nhưng không thể xác định được cái ranh giới của nó đã xâm lấn vào tủy xương hay không. Đó thì chúng ta có những cái u mà chúng ta hay gặp theo cái lứa tuổi như thế này. Đây ạ, đây là một cái ví dụ. Như anh chị đã thấy này, thứ nhất là vị trí là ở thân xương dài, chúng ta thấy vùng tổn thương là ở vùng vỏ xương có phần tiêu xương nhưng mà sắc ranh giới của nó không rõ ràng, kèm theo là có các cái tổn thương của cái phần mềm xung quanh. Đây ạ, theo cái đường mũi tên đỏ đấy. Đây ạ. Thì cái tổn thương này được chẩn đoán là Sakoma Wing. Sakoma Wing thì độ tuổi hay gặp là từ 10 cho đến 20 tuổi. Tổn thương thì hay gặp ở vùng thân xương và vùng hành xương. Và tại các cái vùng mà có tiêu xương thì thường nó xuất hiện những cái hốc hốc tiêu xương nhỏ kèm theo cái phần bồi đắp của cái vỏ xương tạo thành cái phản ứng mảng xương ấy. Thế nên là chúng ta mới không xác định được cái ranh giới của cái vùng tổn thương. Và thường thì nó là độ ác tính rất là cao nên là nó thường nó sẽ xâm lấn rộng vào các cái phần mềm xung quanh. Cái biểu hiện xâm lấn rộng vào phần mềm xung quanh như thế này thì nó biểu hiện rõ hơn ở trên cộng hưởng từ cũng như là cắt lớp. Đây đây cũng là một cái ví dụ khác của sắc của Sakoma Wing. Thế chúng ta chỉ thấy là một phần tiêu xương ở một vùng tiêu huyết sự một vùng tiêu xương ở trong ống tủy, nhưng mà khi chụp nghiêng thì thấy là nó nằm ở vùng ranh giới nhưng mà nó thiên về phần vỏ xương nhiều hơn, kèm theo là có các cái dấu hiệu của phần mềm xung quanh. Đấy. Thì lâm sàng của bệnh nhân này thì có cái sốt. Đối với Sakoma Wing thì biểu hiện lâm sàng thì hay gặp đó là đau hoặc sờ thấy khối, bởi vì khi mà nó xâm lấn ra phần mềm thì là bắt đầu là sờ thấy các cái khối cứng ở cơ và thường rất là đau. Chị hỏi một tí thôi Hương ơi. Tức là Dạ. bây giờ nhé, đối với những cái ổ tiêu xương mà cái ranh giới của nó không rõ ràng ấy, thì À. mình sẽ có hai cái định hướng, một là định hướng là ung thư ác tính và cái thứ hai là viêm đúng không? Thì Vâng, bây đúng giờ rồi. cái gì là cái gợi ý cho em định hướng đến ung thư nhiều hơn là viêm không? Có cái nào để Viêm xương ý, thì nó sẽ không bao giờ phân xâm lấn ra phần mềm, nó chỉ ăn vào tủy xương và nó sẽ có thể vỡ, nó có thể vỡ, nó có thể mất liên tục của cái phần vỏ xương và có cái mảnh xương nó rơi vào trong cái ổ tiêu xương đấy và nó tạo thành cái áp xe Brody, đấy là ở cái biểu hiện muộn. Nhưng mà
viêm xương ấy thì nó biểu hiện lâm sàng rất là rõ ràng chị ạ, nó là sưng nóng đỏ đau, viêm xương là như thế. Và hai đó là viêm xương thì nó đa phần nó là tụ cầu vàng, nên là có khi là mình chỉ cần điều trị có nghĩa là mình điều trị bao vây đối với con tụ cầu vàng thì nó cũng đã đáp ứng rồi. Nhưng trong khi đó cái sắc cô ấy thì điều trị thứ nhất là lâm sàng là nó mơ hồ, cái thứ hai nữa là điều trị nó không có lâm sàng, nó lâm sàng nó mơ hồ, nó không rõ cái phản ứng của cái nhiễm trùng, và hai đó là điều trị thì nó sẽ không đỡ đó. Đấy, hai đó làm khi mà chụp cắt lớp với cộng hưởng từ thì thấy cái sự xâm lấn của từ cái màng xương đi ra cái vùng xung quanh đối với cái sắc cô bên đấy nó cực kỳ là rực rỡ, trong khi đó cái tổn thương của cái viêm xương thì nó chỉ là có thể là phản ứng viêm phù nề của cái cơ ở xung quanh thôi, những cái bao cơ nó vẫn còn nguyên đó. Ok, Nhưng tức đấy, là còn mình một phải cái này là phần nhiều là mình cũng phải dựa thêm cả vào lâm sàng nữa chứ. dạ vâng, đó, Ok. tổn thương của xương thì thứ nhất là vị trí và cái thứ hai là phải ở lâm sàng. Chứ nhìn như thế này thôi thì em bảo đây là viêm rồi thì em bảo đây là sắc cô thì không ai người ta có thể là đồng thuận được. Ok. Đó, Và dạ. những cái trường hợp như này thì có ngoài cái việc giả sử như cũng có những cái trường hợp mà có viêm xương nhưng mà bệnh nhân đã tự điều trị hoặc là tự uống thuốc linh tinh gì đấy ở nhà rồi chẳng hạn, hoặc là đi điều trị mà phải một cái bác sĩ người ta không chuyên ấy, thì cái triệu Vâng. chứng lâm sàng nó đã bớt rầm rộ đi rồi chẳng hạn, thì Vâng. những cái trường hợp như này thì tức là Thì thường bọn những em sẽ cho chụp cộng hưởng từ hoặc là chụp chụp cắt lớp, CT scan đúng không? dạ vâng ạ, dạ vâng ạ, dạ. Ok rồi, cảm ơn em. Dạ. Hai nữa là khi mà nếu mà như thế này ấy, thì mình có thể dùng siêu âm chị ạ. Khi mà như thế này mình nhìn thấy là nó đã xâm lấn ra cái phần phần mềm như thế này ấy, thì là mình có thể dùng siêu âm để mình khảo sát cái phần mềm này, và từ siêu âm thì mình có thể tiếp cận vào cái chỗ này để có thể lấy được mảnh tổn thương, chứ không nhất thiết là phải đi vào trong cái vùng vỏ xương như thế này thì mới chúng ta mới có câu trả lời. Thực tế bọn em có những ca ung thư xương nhưng bọn em vẫn làm sinh thiết dưới siêu âm, đó là bọn em đi vào những cái chỗ như thế này, khi mà nó đã agressive mà nó đã xâm lấn ra đây thì chứng tỏ là tại cái chỗ này là nó đang bị tấn công bởi cái mô ung thư rất là ghê rồi, thì em chỉ cần đi vào những cái vùng như thế này thôi là em cũng đã lấy được những Cái cái mô ung thư rồi. hình ảnh siêu âm ở những cái vùng xung mô mềm như thế thì nó có dễ chẩn đoán làm cái ung thư không? Tức là có dễ cho những cái người làm chẩn đoán hình ảnh không ấy em? Theo em nó dễ chị ạ, bởi vì là cái cơ của bệnh nhân ấy thì nó rất là dễ. Mấy hai nữa là ở cái tuổi này ấy, là cái tuổi từ 10 cho đến 20 thì cũng không phải là béo lắm đó, thì nó không phải là béo lắm, thế nên là cái việc mà siêu âm được những cái cơ ở sát xương như thế này, đặc biệt cơ vùng đùi, các cái cơ tứ đầu đùi thì ok hết chị ạ, thì là có thể phân biệt được đâu là vùng lành và đâu là vùng bệnh, và đưa kim sinh thiết vào cái vùng bệnh là rất là thuận lợi hơn rất nhiều do cái việc mà sinh thiết dưới hướng dẫn của X-quang hay là CT để đi vào cái ổ này, bởi vì nó sẽ gây nguy cơ gãy xương, vỡ xương. Đó. Thank you em. Đây ạ. Cũng giống như là cái câu hỏi của chị Hạnh đấy ạ. Đây. Đây là một cái ví dụ của tiêu xương. Bệnh nhân thiếu niên tổn thương ở vùng hành xương, cũng một cái ổ khuyết xương ranh giới không rõ. Như thế này, đấy, nó rất là khó để chẩn đoán giữa cái viêm xương với cả cái sắc cô mê huynh ở những cái em bé thiếu niên như thế này. Bởi vì sao? Bởi vì viêm xương tủy ấy, nó còn qua các giai đoạn. Đây là ở giai đoạn sớm. Nó chỉ có một cái vùng đặc xương và kèm theo dấu hiệu lâm sàng là đau. Khi mà bệnh nhân đã qua 14 ngày hoặc là sau điều trị thì bắt đầu nó mới hình thành lên những cái ổ hoại tử. Nó mới hình thành lên những cái ổ khuyết xương rõ ràng ở trong ống tủy, và kèm theo nó có những cái viền đặc xương do cái sự bồi phủ xương, thì bắt đầu lúc đấy ở giai đoạn muộn thì rất là dễ chẩn đoán, nhưng mà ở giai đoạn sớm thì rất là thực sự là khó. Thế nên là X-quang nó chỉ có dấu hiệu là, hoặc là nó chỉ có tác dụng là như đến bây giờ chỉ có tác dụng là định khu tổn thương thôi, còn lại là bọn em sẽ vẫn cứ phải tiến hành theo các cái thăm khám chuyên sâu hơn thì mới có thể là giúp định hướng xem là đôi khi là cũng có thể, đôi khi là cũng không nó không rõ được là cốt tủy viêm hay là sắc ôm, mà lại phải chơi kể lại là điều trị thử 2 tuần rồi kiểm tra lại đó. Đây nữa, đây cũng là một cái bạn thiếu niên và được phát hiện ở trên X-quang là có một cái ổ khuyết xương lờ nhờ như thế này, và cũng đã được chụp cái cộng hưởng từ thì thấy được là cái tổn thương này nó ở vùng hành xương của cái đầu xương mâm chày, và nó có cái phần phát triển qua cái sự tiếp hợp tiếp cận lên với cái ổ khớp ấy ạ. Đó thì đây cũng chính là một cái đặc điểm của cốt tủy viêm ạ. Nó có cái xu hướng là lan rộng, nó có cái xu hướng lan rộng và nó tấn công vào những cái vùng mà rầu mạch máu đó, và hai đó là thường nó lan dọc theo ống tủy. Đây ạ. Thì đây là một cái
ví dụ khác về các cái đặc điểm tổn thương của cái vùng tiêu xương mà có tính chất gợi ý ác tính, như là thứ nhất là không xác định được rõ ranh giới của cái ổ tiêu xương, kèm theo đây là các cái phản ứng màng xương. Phản ứng màng xương đây là dấu hiệu cỏ cháy này, hay là mặt trời mọc này. Đấy, các phản ứng màng xương và bong được cái góc cốt màng này ra. Thì cái này nó là tổn thương kinh điển rồi, nhìn như thế này thì chắc chắn là bọn em sẽ phải đọc luôn là cái đây là cái sắc cơm xương. Nhưng cái đây nó là cái rất là kinh điển thì có thể đọc được, nhưng mà có những cái tổn thương mà nó mới khu trú thôi thì rất là khó. Đây ạ, đây là một cái ví dụ về cái sắc cơm xương rất là kinh điển, ví dụ như tổn thương đặc xương. Tổn thương đặc xương này, lệch trục này, phát triển xâm lấn ra phần mềm, và đây là dấu hiệu của bong góc cốt màn ạ. Mọi người cứ không hình dung được đây là bong góc cốt màn là như nào. Tức là cái u ở vùng vùng tủy xương nó phát triển ra ngoài, và các cái phần màng xương có xu hướng là nó sẽ bồi đắp để nó khu trú lại cái tổn thương này, và nó tạo thành một cái góc thì gọi là góc cốt màn. Và đây là cái dấu hiệu như là cỏ cháy khi mà cái các cái tế bào ung thư nó, các cái mô ung thư bắt đầu nó xâm lấn ra ngoài. Đây cũng là một cái ví dụ điển hình tương tự như vậy. Đây, góc cốt màn bị bong ra này. Hoặc là đây, ra cả phần sau. Đây, và đây là cái tổn thương mà bọn em hay gặp ở trên lâm sàng. Nhưng mà cái này thì thường thì nó phải có bệnh cảnh. Ví dụ như là bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến, ung thư vú, hoặc là ung thư thận. Thì đây là các cái tổn thương đặc xương, lan tỏa ở khung chậu và cả họ. Tóm lại là nó ở tất cả mọi nơi, thường thì tổn thương ở trên lâm sàng. Nhìn nó sợ nhỉ? Khiếp. Vâng, đấy, tổn thương ở trên lâm sàng nếu mà nó có đa ổ rồi thì ở những bệnh nhân trên lớn tuổi thì đa phần là bọn em sẽ phải đặt thêm một cái phản xạ, đó là có di căn xương hay không. Và sau đó thì sẽ có tìm được cái câu trả lời ở trên lâm sàng, hoặc là dựa vào cái PET hoặc SPECT. Chụp SPECT sẽ hướng dẫn được bệnh nhân chụp SPECT để xem nó có bắt đồng vị phóng xạ vào đây hay không, hoặc là chụp PET CT để tầm soát toàn thân luôn. Bởi vì có nhiều những bệnh nhân ung thư thận nhưng mà đến khi di căn xương rồi, có tiền liệt tuyến di căn xương rồi thì bắt đầu mới phát hiện ra. Đó. Em thứ hai có cái hình ảnh nào mà bệnh khác mà không phải ung thư di căn mà nó trông khủng khiếp như này không? Có chị ạ. Đây ạ. Đây ạ. Đây. Đây ạ, đây một cái nhóm tiếp theo nữa mà người ta phân loại ở trên lâm sàng, đó là cái sơ xương. Thì đây, cái sơ xương này cũng người ta theo đi theo đúng cái quy trình chẩn đoán, là người ta chia ra làm hai nhóm, dưới 30, trên 30, và có những cái đặc điểm ở những cái vị trí như thế này. Trông nó kinh như thế này thôi nhưng mà nó lại lành tính chị ạ. Đấy. Đây có những cái bệnh mà người ta cũng phân loại theo các cái lớp tuổi như thế này. Đây ạ. Đây chị trông như thế này thôi, chị trông cũng kinh mà. Thế nhưng mà cái này nó lại là tổn thương lành tính. Nó là chồi xương hay là u xương sụn. Thì chồi xương hay u xương sụn thì độ tuổi của nó hay gặp là từ 10 cho đến 30. Tổn thương thì thường nó là trục nó nằm ở một bên của cái thân xương. Nó hay gặp ở thân xương dài. Chủ yếu là xương cánh tay và xương đùi. Một cái mô tả kinh điển đối với cái chồi xương, đó là vỏ liền vỏ, tủy liền tủy, có nghĩa là như thế nào, đó là vỏ của cái chồi xương này nó liên tục với cái vỏ xương lành, và cái vùng tủy xương này nó sẽ liên tục với cái vùng tủy xương lành. Trước đây ấy, thì người ta cho u xương sụn hay là chồi xương là tổn thương hoàn toàn lành tính. Thế nhưng mà bây giờ người ta đã có qua sau bao nhiêu năm người ta theo dõi những cái ca bệnh đó, và người ta đã thấy rằng là nó có phần chuyển dạng ác tính. Bởi vì sao? Bởi vì nó bản chất ở bên ngoài này nó là sụn. Khi mà sụn nó có thể cốt hóa, nó tạo thành những cái mảnh xương rời đấy ạ. Đấy, thế sau đó thì nó có thể chuyển dạng ác tính tại những cái vùng như thế này. Trước đây thì người ta nghĩ nó là lành tính, nhưng mà bây giờ thì sau khi mà quan sát nó thì người ta thấy rằng là nó có một cái phần chuyển dạng ác tính. Thế nhưng ví dụ như ngày xưa mà chồi xương ấy thì người ta cứ để kệ nó. Thế nhưng mà bây giờ thì cái quan điểm mới là cái chồi xương mới mà nó mà có nguy cơ thì người ta cũng sẽ mổ. Cái hồi chị ở Việt Đức là hay nhận được cái bệnh phẩm cái chồi xương này lắm này, các anh ấy thường xuyên là cắt đi, cắt không, đi không bởi vì đúng rồi, bởi vì nó có tên, nó có tỷ lệ chuyển dạng ác tính đấy chị ạ. Ngày xưa thì không nghĩ nó có đâu, nhưng mà sau này thì nó có chuyển dạng ác tính nên là người ta sẽ cắt đi. Ok. Đây chính là một trong những cái chồi xương chuyển dạng ác tính đấy chị ạ. Phần ác tính là phần nào em? Cái phần ác tính là chính là đây, cái phần nó mất liên tục này, nó bắt đầu là nó sẽ chui ra ở đây.
Đây là cái ví dụ ở trong cái bài giảng này, nhưng mà bởi vì nó không có cái mô bệnh học đi kèm ấy, người ta chỉ nói là nó bị mất khi mà cái chồi xương này, xong rồi nó tạo thành những cái ma trận sụn ở đây này. Rồi thì khi nó mất liên tục của cái vỏ xương ở chỗ này thì là nó sẽ là có nguy cơ ác tính đó. Chứ cái ác tính đấy bao giờ lớn thì mới bị, hay là nó có thấy thời gian mà có sao không chị? Thường Em thì cũng em thấy ở hay chưa là chưa tìm trẻ hiểu nên em em hay bị. hỏi. Đã, vâng. Bởi vì là cái này tuổi của, bởi vì là cái chồi xương này thì tuổi bắt đầu nó từ 10 cho đến khoảng 25 30 tuổi là thường là người ta đã phát hiện ra rồi. Thường thì ngày xưa thì người ta sẽ cứ để đó thôi. Nhưng mà bây giờ ấy thì các anh nghĩ đã có một cái nghiên cứu đó là khi mà thấy cái phần nó không không đều này, rồi thì khi mà đo cắt ở trên các lớp vi tính hoặc cộng hưởng từ thấy nó mất liên tục ấy, thì là bắt đầu là nghĩ là nó có thể là nó sẽ chuyển ra ác tính, thì người ta sẽ mổ đó. Nhưng em thì cũng chưa đọc kỹ là cái thời gian theo dõi trung bình của một cái chồi xương chuyển dạng ác tính là bao nhiêu đó, thì chắc là em sẽ phải đọc thêm, nếu để em tìm hiểu thêm xem là cái thời gian trung bình chuyển dạng ác tính đối với một cái chồi xương là bao nhiêu. Thường thì người ta cũng không để nó, thường thì người ta cũng chỉ để những cái này hết cái tuổi dậy thì đấy là người ta sẽ cắt. Thường thì là các bác sẽ để đến tuổi bé quá thì các bác cũng không mổ, nhưng mà đến bắt đầu đến tuổi dậy thì khi mà cái sụn tiếp hợp nó bắt đầu nó đóng thì nó bắt đầu người ta sẽ cắt, bởi vì nó sẽ không không ảnh hưởng gì đến nhiều đến 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 cái thời gian vận động cũng như phục hồi của bệnh nhân. Đây là một cái ví dụ khác là nó là cái u sụn cung Roma, thì là nó là cái tổn thương sơ xương nằm ở trong cái ống tủy, nhưng mà ở đây là cái bệnh nhân cũng khá là lớn tuổi, vì em chỉ thấy cả cốt thoái hóa của cái khớp gối. Đây phim ở trên cộng hưởng từ ở trên Đẹp dưới nhỉ, sụn trời ơi. đấy đấy. Nhưng mà thực ra là cái u sụn ấy, hay là gọi là cái u nội sụn ấy, thì nó là một cái u lành tính. Nó hay gặp ở xương bàn tay, ở ngón tay, ở xương bàn tay. Thì trên X quang thì thường nó là cái ổ khuyết có viền đặc xương, và nó thường là có cái nốt vôi hóa nhỏ này, hoặc là có ta gọi nó là cái ma trận sụn đấy. Thì chẩn đoán ở đây nó là cái chẩn đoán là u sụn, nhưng mà nhìn thế này thôi, nhưng mà cái chẩn đoán u nội sụn ở một cái xương đùi ở trên một cái bệnh nhân lớn tuổi như thế này thì cũng là một sự liều lĩnh, chứ cũng không phải, bởi vì là sao, bởi vì di căn thể đặc xương nó cũng gần giống như thế này. Đó. Đây ở đây cũng là một cái dấu hiệu kinh điển nữa của tổn thương sơ xương, đó là chị thấy là thứ nhất là dày khu trú một cái vùng ở vỏ xương. Nếu mà quan sát kỹ thì có thể thấy được là một cái ổ tiêu xương nhất rất nhỏ ở đây, nhưng mà cái này thì nó không có đặc hiệu ở trên trên X quang, nhưng mà lâm sàng của bệnh nhân thì rất đặc hiệu, đó là các em bé độ tuổi thiếu niên ạ, bắt đầu xuất hiện các cái khối, bắt đầu xuất hiện hiện tượng đau, hay gặp nhất là ở đùi và ở vùng cẳng chân, đau nhiều về đêm, nửa đêm về sáng. Uống các cái thuốc giảm đau, bố mẹ cho uống hai viên thuốc giảm đau để đi ngủ thì ok, cũng đáp ứng đó. Nhưng mà chụp X quang thì chúng ta thấy là nó dày khu trú của cái màng xương, không hề có bất cứ một cái dấu hiệu nào khác. Nói thật lòng là chị nhìn này, chị chỉ thấy có vẻ như có cái ổ xương mật độ nó hơi giảm giảm, chứ chị không thể nào nhận diện ra được nó là chỗ nào, là vùng dày xương đâu, rồi đặt xương lên đâu nhá. Đây chị ạ, đây nhá, đây nhá, Cả cả một cái dài dài như thế hả? cái đoạn dài như thế này đấy chị ạ, bởi vì Nhưng nó là cái làm sao khối. em phân biệt được là do người ta chụp tư thế ngang xong rồi xương chồng xương không? Bởi vì chụp đối với cái xương này thì thường là nó phải là hai hai bình diện chị ạ. Chụp đối với cái xương chày hoặc đối với các cái xương ở cẳng chân hoặc xương tay thì người ta phải chụp với hai bình diện. Thế nên là cái hai là đậm độ khác nhau chị. Đây này, hai cái đậm độ khác nhau mà. Nhưng mà chị Đó. thấy nó trải từ trên đỉnh xuống dưới, tận dưới nó vẫn cả cái phần đấy, chị thấy cả cái Đó. mật độ của nó đều đều dày cả. Đấy, vâng Thế đấy. đấy là cả một cái tổn thương luôn đấy hả, Vâng, dài nhưng nó ngoẵng như thế luôn hả? vâng, nhưng nó không hề đặc hiệu mà. Thế nên là chỉ có nghĩa là chỉ có thể định khu là ở cái chỗ này nó có vấn đề gì Đấy đó. đấy chị chỉ Thế nhận ra thì được cái vùng hơi hơi đấy thôi, chứ còn đó cái vùng dày kia chị chịu không không nghĩ ra đó được. vâng đấy, đến khi mà chụp CT scanner dựng nó lên ấy, thì rõ ràng đây là cả một cái màng xương của cái vùng tổn thương nó dày Dày, lên, nó dày công toàn nhận. bộ từ trên xương dưới mà chị, chứ có phải đâu. Nhưng mà cái ổ tổn thương cái nai đớt của nó bé tí này. Cái này ở đây nó bé tí, thế nên là người ta phải chụp cắt lớp để người ta xác định cái nai đớt này. Cái nai đớt này là đó là cái này là cái u xương dạng xương, đó là một cái ổ vôi hóa ở giữa này, nó chính là nguyên nhân gây đau, bởi vì nó kích thích vào cái màng xương xung quanh này.
nó kích thích là cái màng xương xung quanh, cái màng xương nó cứ dày để nó bóp cái thằng ở giữa này lại. Thế nhưng mà không thể làm gì được nó, là thế nên là cứ đau. Thế nên là liệu pháp dành cho cái món này thì nó lại vô cùng là đơn giản, đó là xác định đúng cái ổ này và chúng ta khoan giảm áp vào đây, một cái mũi khoan vào đây, giải phóng được cái ổ, cái gọi là cái nai đớt ở, ở ở trung tâm này ra thì là thôi, là hết đau. Và sau này cái vật này nó sẽ tự tự động nó sẽ sơ lại, hoặc là nếu mà tâm huyết hơn nữa thì có thể khoan nó ra và tiêm sơ vào đây, gây chết cái mảng xương, gây chết cái nai đớt này thì là ok. Đấy, cái tổn thương ở bọn thiếu niên mà cứ đau nhiều, nó lại lâm sàng nó lại rất là đặc trưng, đó là đau nhiều về đêm đến sáng, và sau đó là đáp ứng với các cái thuốc giảm đau rất là tốt, không hề có biểu hiện rối loạn vận động, cũng như là sưng nóng đỏ đau, không có biểu hiện của nhiễm trùng, nó chỉ đau thôi. Nó cứ đến đêm mà nó kêu đau, thế nhưng mà cho uống thuốc thì lại ok. Và đây thì nó là cái u xương dạng xương, cái osteoid ấy. Thì đấy, chỉ cần khoan vào đây một cái thì nghĩa như ngày xưa nếu mà không không có khoan ấy, thì người ta cũng có xạ xạ để tiêu diệt cái ổ này, nhưng mà cái xạ vào đây thì nó không 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 hiệu quả bằng cái khoan. Thì cái này có cần phải giải phẫu bệnh hay không? Cái này nó rất đặc hiệu chị ạ, thế nên là chỉ cần chụp CT hoặc cộng hưởng từ, nhưng mà cái này là CT nó sẽ ưu thế hơn, nó sẽ tìm ra cái ổ này, thì chỉ cần được tìm được ra cái ổ này và điều trị là ok. Nên là cũng không, nhiều khi cũng không cần phải có cái mô bệnh học ở cái cây như thế này. Đấy, đó, đây đây là một cái ví dụ mà như giống như vừa lúc nãy cái non ossifying, cái u xơ không cốt hóa đấy, cũng tổn thương đây, nhưng cái tổn thương này nó nằm hoàn toàn ở trong ống tủy, nằm hoàn toàn ở trong ống tủy và ở trên các cái chuỗi xung, thì chúng ta nhìn thấy là nó vô định hình. Người ta gọi là đây là cái dấu hiệu gọi là mapping ấy, giống như hình bản đồ ấy. Nó không có một cái địa hình thù gì cả. Và sau khi tiêm nó sẽ ngấm thuốc, và bản thân nó là nó sẽ có tình trạng cái phù phù của cái tủy xương này. Đấy thì cái này người ta chẩn đoán nó là cái nhồi máu xương. Thế nên là tại sao cái khi mà chẩn đoán non ossifying ấy, là khi người ta phải loại trừ hết các yếu tố lâm sàng. Ví dụ như không có viêm phúc mạc, không có đau, không có dấu hiệu nhiễm trùng, để loại trừ cốt tủy viêm, để loại trừ cái nhồi máu thì bắt đầu mới được chẩn đoán là cái u xơ không cốt hóa. Có nghĩa phải loại trừ hết tất cả các cái bệnh thành cấp tính đã, thì mới được chẩn đoán được là cái u xơ không cốt hóa. Còn đâu là nếu mà vẫn chưa chưa chắc chắn thì vẫn cần phải tiến hành làm thêm. Đó, đây ạ, đây là một cái ví dụ về sắc ung sụn, giống như cái u sụn như vừa lúc nãy mà em show ấy, thì về đặc điểm hình ảnh nó hầu như là nó không có cái gì gọi là khác biệt. Đó, thế là chỉ khi mà chụp cắt lớp vi tính thì chúng ta thấy là nó không còn nằm ở trong cái ống tủy nữa, và nó đã mất liên tục của cái vỏ xương và nó có xu thế là xâm lấn ra ngoài, thì nó, cái này nó gọi là dấu hiệu gợi ý agressive, nó có cái gợi ý ác tính thôi, chứ còn đâu là mình, hoặc là cái này với cái này như trên bệnh cảnh lâm sàng mà bảo em là cái này là có phải di căn xương hay không, thì thực tế là em cũng không thể loại trừ nếu như mà chỉ có gặp một bệnh nhân có cái tổn thương như thế này và hỏi là đây là cái gì, thì chỉ có thể khẳng định là nó xu hướng là có tính chất ác tính, chứ còn vào và khẳng định nó là cái sắc ung sụn như mà như như trong cái bài giảng này, hay nó là một cái di căn xương, cái đặc xương thì rất là khó. Ngay như trên giải phẫu bệnh của chị ngày xưa đã có mấy ca sinh thiết ở bệnh viện đại học y ấy, cái hình Dạ. thái tế bào nó lành một cách tàn nhẫn luôn ấy, tức là cũng là sắc ung sụn này này, xong Dạ. rồi sinh thiết ấy, thì bọn chị cũng rất là khó, bởi vì hình thái tế bào nó rất là hiền, không thể nào mới được may quá lên kết hợp với chẩn đoán hình ảnh thì mới mới xác định là nó là sắc ung sụn, bởi vì cái này bệnh nhân này là có xâm lấn rồi, chứ còn nhìn trên hình thái tế Vâng. bào trên cái mô bệnh học của bọn chị nó cực kỳ lành luôn, cho Vâng. nên là mới bảo là cái này những cái trường hợp sắc ung sụn mà độ thấp ấy rất là Vâng. khó. Đúng rồi, sắc ung sụn độ thấp là khó, độ 1, độ 2 là khó. Bắt đầu khi lên độ 3 là nó có xâm lấn, nó có phá vỡ cái vỏ xương ấy, thì chẩn đoán ở độ 3, độ 4 thì dễ hơn là so với cả độ 1. Độ 1 thì khó. Đúng rồi. Em đọc ở trong 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 cái bài này cũng thấy người ta nói là ở độ 1 với độ 2 là rất là khó. Đây ạ. Đây là một cái sắc cung xương. Cái này thì nó quá kinh điển đối với cả bên cạnh bên bọn em, bởi vì bệnh nhân thường gặp ở tuổi thiếu niên này, tổn thương dọc theo các cái phần thân xương, và cái quan trọng ở đây ạ, đây là cái mà để phân biệt giữa cái cốt tủy viêm ấy chị. Cái cốt tủy viêm, cái đấy là có xâm lấn phần mềm và cái bong bóc cốt màng này.
Đó, cái cốt tủy viêm thì nó không bao giờ nó xâm lấn phần mềm cả, nó chỉ có hủy xương, cùng lắm là nó mủn cái mảnh xương ra nó rơi vào trong, còn nhưng còn đây là nó xâm lấn phần mềm và nó bong hết tất cả, nó bong hết cả màng xương ra. Đây, Nhưng bong mà hết cả chị cảm giác cái ranh giới của nó khá là gọn đấy chứ nhỉ? Cái bờ ấy. nhưng nó ở trong ống tủy thì làm gì xác định được nó đâu chị. Cái phần ở trong đây này, đây là cái phần nó ra phần mềm thì mình xác định được, nhưng còn phần ở bên trong này thì mình không không có xác định được. Mà hai nữa là nó lại ở cái vùng staphy này, nó là cái vùng hành xương nhưng mà nó cũng bắt đầu xâm lấn, xu hướng bắt đầu nó xâm lấn lên cái vùng 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 sụn. Giờ mà nếu mà nó chỉ khu trú ở phía dưới cái hành xương, gọi là phía dưới cái sụn tiết Đấy, hợp ấy chẳng hạn, vâng, thì nó chưa xâm lấn phần mềm mà nó chỉ ở trong cái phần đầu này không thôi, thì em có nghĩ được đến ác tính không? khó mà chị. Thế nên là một số trường hợp là phải điều trị thử với chị, mình phải điều trị thử đấy chị. Có những cái mà mình nó chưa rõ ràng tại thời điểm này, phải phải điều trị thử, làm cái CRP máu. Nó mà thường thì cái cốt tủy viêm ấy thì cái CRP nó tăng cao lắm chị đó. Thế xong bắt đầu là làm cái CRP đấy, nếu mà nó tăng cao thì bắt đầu điều trị thử thử đã, sau đó thì bắt đầu mình sẽ tính tiếp. Đây, đây cũng là một cái tổn thương của cái sắc cung xương. Đây, chị thấy là tổn thương ở đây là chắc là bệnh nhân ở đây là có một cái vùng gọi là sơ vùng, một cái vùng đặc xương mà nó không rõ ranh giới, nhưng mà có cái tổn thương nó lan ra cái phần mềm như thế này. Đó. Nhìn trên X quang này thì nó không có cái gì gọi là ưu thế cả. Thế nhưng mà tuy nhiên thì cái bệnh nhân này đã được chụp cộng hưởng từ thì thấy rằng là nó tổn thương, nó lan dọc theo cái ống tủy và kèm theo là xâm lấn cả cái phù nề của cả cái phần mềm tổ chức xung quanh. Đấy là các cái đặc điểm của phần nằm ở trong phần ống tủy cũng như là phần dưới vỏ. Còn nó tại cái vùng vỏ xương ấy, thì người ta cũng có các cái đặc điểm để nhận diện nó. Ví dụ như là đặc xương ở cái vùng vỏ xương này, đây là cái hình vỏ hành này, rồi dấu hiệu cỏ cháy này. Và đây là cái bong cái góc cốt màng đấy, thì nó là một trong những cái yếu tố để tiên lượng hoặc là gợi ý ác tính. Ví dụ như nó cứ đặc xương nó thoải, cái góc của nó là cái góc góc tủ thì ok, thì chúng ta có thể đặt ra những cái chẩn đoán nó dễ chịu. Nhưng mà khi mà đã thấy cái sự có bồi phụ của cái vỏ xương tạo thành cái dấu hiệu vòng cung hay vỏ hành kèm theo là hay là cỏ cháy xâm lấn ra tua tua ra như thế này, thì chúng ta cần phải đi tìm những cái tổn thương ác tính hoặc là phải có một cái chiến lược để tầm soát những cái thứ này. Đây, đây là một cái ví dụ khác của cái osteoid ạ, cái mà dày màng xương khu trú đấy chị. Đó thì mà trên chúng ta cái này thì điển hình hơn cái vừa nãy đúng không? Đấy, thấy là cái dày của màng xương khu trú nhưng mà cái góc của nó rất là thoải, không hề có cái dấu hiệu ác tính như là cỏ cháy hay là vỏ hành gì cả. Đấy thì chụp lên để thấy cái nai đốt như thế này. Đây, đây là các cái dấu hiệu ác tính thì chúng ta đều rõ rồi. Đây, vỏ hành ấy, nó xếp từng lớp như này. Đây, vỏ hành nó xếp từng lớp như Hiểu này. lại. Đây, bằng góc cốt màng này. Đó, góc cốt màng bong ra. Đấy, rồi thì nó mất liên tục của vỏ xương. Đây là cái cỏ cháy hoặc là cái sun burn, những cái tia nắng mặt trời. Thấy không giống, không 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 cảm nhận được đâu, nhưng mà cảm thấy nó cũng hơi lờ mờ gợi gợi thôi chứ cũng. Đấy, nó ít quan nó là như thế chị ạ. Đó. Thế thì đối với chiến lược chẩn đoán của một cái khối u xương ấy thì từ trước đến giờ là chúng mình là cứ vớ phải là phim là chúng mình đọc. Thế nhưng mà đối với một cái khối u xương thì đầu tiên là chúng ta phải xác định tuổi, giới, vị trí, các cái đặc điểm lâm sàng và cuối cùng thì là mình phân tích đến cái đặc điểm tổn thương ở trên X quang. Đó thì có những cái phim có những cái như ở trong cái bài mà em show đấy thì người ta cũng chia ra làm hai nhóm tuổi, nhóm tuổi trưởng thành và nhóm tuổi không trưởng thành, và dựa vào các cái vị trí rồi thì các cái đặc điểm đó thì người ta mới phân nhóm nó ra vào các cái nhóm u xương mà nó hay gặp ở trong các cái độ nhóm độ tuổi như vậy. Đây ạ. Bây giờ thì em sẽ show lại những cái ca mà em thu thập ở trong cái bài giảng này để nói lại với các anh chị một chút. Đây ạ. Đây, tiêu xương này, tổn thương ở ống tủy nhé. Tiêu xương rồi thì ranh giới rõ tuổi là tuổi thiếu niên ở vùng là vùng hành xương. Cái này thì nó là hay gặp nhất, nó là cái nang xương đơn thuần.
hoặc là cái nang xương có phối hợp với cả gãy xương. Rồi thì đây, dấu hiệu kinh điển vỏ liền vỏ tụy liền tụy thì là chẩn đoán nhắm mắt chồi, là cái chồi xương đó. Đó. Đây. Đây là một cái u tế bào khổng lồ. Ừ, cái này khá điển hình ấy nhỉ, u tế bào khổng lồ. Cái này điển hình là chị. Đấy, chị cái này là nhiều, cái hay hay phải nhìn nhiều cái này. Vâng, tổn thương là nó ở hay ở cái vùng hành xương, vùng diễn khớp, nhưng mà ở lứa tuổi lớn tuổi rồi thì có tiêu xương ranh giới rõ và thường có những cái vách. Ừ. Hay hay người ta gọi là cái bắp bồ ấy, cái bong bóng ở bên 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 trong ấy. Đó, thì là cái tổn thương của cái u tế bào khổng lồ. Đây là cái đa u tủy xương này, tổn thương nó nằm ở trong những cái ống tủy và thường ở trên cái bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân, thường nó có thiếu máu hoặc là đau. Đấy, cái này một cái u sơ không cốt hóa và phải chẩn đoán phân biệt với cái đây là cái nhồi máu xương. Em nghĩ là chắc chắn là trong cái bài này, nếu mà xong người đọc xong cái bài này thì chẩn đoán nhồi máu xương nó là một cái rất là dễ, nhưng mà thực ra là cái nhồi máu xương này nó ở giai đoạn muộn vậy ạ, nó sơ, nó cốt hóa rồi. Ờ, đấy chị cũng đang định hỏi em ấy, tại vì cái trong cái chẩn đoán nhồi máu các tạng ấy thì nó khá là dễ, bởi vì là cái phần mô hoại tử nó sẽ tạo thành một cái hình khối như kiểu hình thùy hoặc hình chêm ấy. Nó gọi nó theo cái phân bố của cái động mạch á. Phân bố của mạch máu. Ừ. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà cái xương này thì nói thật là rất là khó. Ừ. Cái nhồi máu xương ở giai đoạn sớm khó lắm chị ạ. Đó. Đấy, thế nên là đây là cái nhồi máu xương thường là ở giai đoạn muộn, thì nó tổn thương nó nằm trong ống tủy để phân biệt giữa một cái gọi là u sơ sụn nhầy. Cái u sơ sụn nhầy này lúc nào nó cũng ở dưới vỏ. Nó thường ở dưới vỏ thôi. Cái mà nó cứ ở dưới vỏ ấy thì thường là cái u sơ sụn nhầy, nhưng mà nó vào giữa ống tủy này thì hay một là cốt tủy viêm, hai là cái nhồi máu xương. Thế nên là mình phải dựa vào bệnh cảnh lâm sàng thì mới có thể đưa ra một cái hướng của. Đây ạ, các cái dấu hiệu như thế này thì rõ rồi. Đây là các dấu hiệu ác tính của cái sắc cung Ewing rồi. Tiêu xương rồi thì phản ứng phần mềm rồi. Đây ạ. Các cái ổ tiêu xương và các cái phản ứng phần mềm. Dấu này hiệu... có phải là do cái này là cái hình ảnh của em nó rất là đẹp không? Tại vì chị nhìn cái phần mềm tổn thương nó khá là rõ ấy. Chứ như bình thường mà chị nhìn thì bình thường chị cũng không nhớ lắm, nhưng ngày xưa đi học và chị nhận diện cái tổn thương phần mềm ở cái mấy cái tổn thương xương này không dễ lắm đâu nhá. Thường thì bọn em là đọc ở trên máy chị ạ. À. Là cái hình ảnh gốc. Máy cả bọn em có thể chỉnh được cửa sổ, còn nó một có chị là in phim ra rồi thì nó phụ thuộc vào kỹ thuật in của bệnh nhân. Hai nữa là cái chỉnh độ sáng là nó phụ thuộc vào các bạn ý. Với cả cái chất lượng của cái máy in. Có đâu là đây là bọn em là dùng file ảnh gốc chị ạ. Xuất em lấy hẳn từ trong hồi thảo nào nhìn đẹp thế. Vâng. Ok. Xuất file DICOM ở trong máy ra thì nó sẽ được như thế này chị ạ. Ok. Với cả máy X quang ngày xưa nó kém luôn, bây giờ chụp DI đẹp lắm rồi. Đây ạ. Một cái sắc cung sụn. Tổn thương sắc cung sụn hay là u nội sụn hay là cái gì tổn thương, ví dụ vì khi mà nó có cái một cái ma trận sụn, cái đám vôi, đám lờ mờ như này thì đặt ra các vấn đề về sụn, u nội sụn hay là sắc cung sụn hay là cái u sơ sụn nhầy. Đấy, thì khi mà nhìn thấy cái tổn thương mà nó giới hạn như thế này thì đầu tiên là phải đặt ra những cái tổn thương về sụn, sau đó thì mình sẽ đi tìm tiếp theo. Đây, khi mà chụp cắt lớp thì thấy được rõ hơn các cái dấu hiệu và ý của ác tính. Đây là cái sắc cung xương. Đây là điển hình. Ngày xưa là phim nó như thế này này. Ngày xưa phim nó như thế này chị này. Đây là em lấy cái file phim cũ lắm từ ngày xưa thì nó sẽ như thế này. Đó, nó không được mới đẹp như cái phim mới này. Rồi, đây là cái u xương dạng xương rồi, kinh điển rồi. Đây là một cái ung thư xương của thể lạc xương. Đó. Thì tóm lại là đối với cái đặc điểm hình ảnh của X quang xương thì người ta cũng sẽ chia ra làm hai nhóm, tiêu xương hoặc là đặc xương, và dựa vào các cái đặc điểm về lứa tuổi và vị trí của cái tổn thương, người ta sẽ phân định hướng nó vào những cái nhóm mà hay gặp như thế này. Nó giống như là mình để tra vào AI hay là tra vào dở vào từ điển để tra. Đó. Tiếp theo đó là các cái tổn thương của cái vùng sơ xương, kèm theo là các cái dấu hiệu ở vùng vỏ xương, thì chúng ta sẽ có được cái một số cái định hướng về mặt chẩn đoán. Đó. Đây ạ. Thì các cái người ta làm một cái bảng thống kê các cái độ tuổi từ 10 cho đến 60 mà các loại tổn thương xương hay gặp. Tóm lại là càng già thì nguy cơ
mắc các cái bệnh về ác tính thì nó càng cao. Tuy nhiên lứa tuổi trẻ có hai cái bệnh mà chúng ta hay gặp nhất là cái sắc cung xương và sắc cung méo bình, thì cái này nó vốn là kinh điển trên lâm sàng rồi. Và hai nữa là cái vị trí ạ. Bây giờ cái vị trí mà chúng ta hay gặp nhất thì ở các phần xương dài, xương chậu và đặc biệt là cái vùng xung quanh sụn khớp ấy, thì nó có những cái tổn thương nó khá là đặc hiệu. Bây giờ em thời gian em làm về cái u xương nhiều như vậy rồi thì em cái mà em hay gặp nhất đối với cái ung thư xương, trừ cái sắc bông xương ra nhé, thì những cái khối u mà hay gặp nhất ở trong cái hệ xương khớp của em hay gặp là cái gì? Hệ xương khớp của em hay gặp, nói thật là hệ xương khớp của bọn em hay gặp điển hình nhất là di căn xương chị. Đấy, bọn em hay gặp nhất là di căn xương, bởi vì là bệnh nhân của em, bệnh viện của bọn em là bệnh viện bệnh ung thư. Nếu mà trừ cái sắc bông xương ra, trừ sắc cung xương hoặc sắc cung Ewing ra, thì bọn em hay gặp nhất là cái di căn. Còn đâu là lành tính thì có nang xương với cả chồi xương. Chồi xương là hay gặp nhất đó. Bây giờ thì bắt đầu nó mới bắt đầu thì tỉnh ra. Trong một năm thì chắc là khoảng 2-3 ca loạn sản sơ xương. Loạn sản sơ xương ở cái vùng hàm mặt ấy. Cái loạn sản sơ xương ở cái vùng hàm mặt nó ít lắm. Còn lại là các cái chủ yếu là vẫn là cái sắc cung xương. Nếu mà là nguyên pháp thì vẫn chủ yếu là vẫn là sắc cung xương hoặc là các nang xương, cái xương lành tính, ví dụ như chồi xương người ta sờ thì cái chồi người ta đến này đấy. Rồi thì có mấy ca u xương dạng xương, nhưng mà u xương dạng xương thì ít ít lắm. Còn đâu là chồi, chủ yếu là chồi xương với cả cái mấy cái nang xương phình mạch thì ngày xưa em học ở Việt Đức thì thấy có bệnh nhân sau chấn thương ở đấy đi nhiều lắm, nang xương phình mạch đấy chị ở Việt Đức chị đọc đấy. Suốt em hồi trước em đi học ở Việt Đức thì em thấy là nang xương phình mạch ở ở bên Việt Đức thì khá nhiều, nhưng mà cái u tế bào khổng lồ hay là u sơ sụn nhầy hay là kia ít lắm chị. Đó. Còn đâu bọn em ở đây chủ yếu là học là sắc bung với cả cái di căn xương. Câu hỏi với... này dạ. Câu hỏi của một bạn: loạn sản sơ xương với loạn sản sơ tại xương có phân biệt được trên X quang không chị? Loạn sản sơ xương và loạn sản sơ tại xương, đúng rồi, loạn sản sơ xương và loạn sản sơ tại xương. Cái khái niệm loạn sản sơ tại xương ấy thì ở trên X quang của bọn em là bọn em không 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 có cái khái niệm về cái loạn sản sơ tại xương, bởi vì em không hiểu được nó là cái biến đổi về mô bệnh học nó như thế nào. Thì chị có cái này bên giải phẫu bệnh có đấy, mà chị có hai cái thuật ngữ tên của nó là hoàn toàn là nó khác nhau á. Chờ chị một tí để chị anh Văn ơi, em cho cái tên tiếng Anh đi, có khi là nghe dịch tiếng Việt nhiều khi không nhận ra được đâu. Một cái là osteofibrosis, mấy cả một cái là fibrosis không thôi sao ấy. Fibrosis, mấy cái này là hay gặp ở vùng hà mặt, đầu mặt, hà mặt. Đúng rồi, loạn sản sơ xương. Nói chung mấy cái thuật ngữ này nhức đầu lắm. Chị mỗi lần đọc về mấy cái u ở vùng hà mặt là toàn phải dở ra để check lại. Mỗi cái sụn nó cũng lẫn lộn lên thôi chị. Đây rồi. Fibrous dysplasia với cả osteofibrous dysplasia. Đấy, thuật ngữ em nó gửi vào trong cái box chat. Có hai cái tên đấy ạ. Em thấy... có đấy, ngày xưa chị đã từng làm hẳn một cái bảng phân biệt rồi đấy, nhưng mà lâu quá không sờ đến nên chả nhớ nó như thế nào nữa. Cái phân biệt nó nhiều lúc nó cứ không phân biệt được. Không, cũng không khó lắm đâu, nó dựa vào mấy cái bè mấy cái đặc điểm ấy, về xét về mặt mô bệnh học thì không khó đâu. Tất nhiên là trường hợp mà em bị đọc sinh thiết mà nó lấy những cái mẫu là bé, những cái mẫu nó bé quá là khó phân biệt. Thì không biết là trên phim X quang nó có biến đổi khác nhau không? Thì em thấy tại vì cả hai trường hợp này em xem X quang em chả thấy khác gì nhau cả. Em thì thấy nó gọi là nó cũng tương tự nhau. Em sẽ đi hỏi có giáo sư xem. Xem là thầy ấy xem là cái loạn sản sơ tại xương với cả cái loạn sản sơ xương thì nó có khác nhau không? Có khác nhau, chỉ có trên giải phẫu bệnh là có khác nhau, nhưng mà với điều kiện là cái sinh thiết nó phải typical ấy, phải điển hình ấy. Chứ còn nhiều trường hợp lấy mảnh nhỏ bọn chị cũng chịu ấy, bởi vì về cái phần mô đệm của nó thì hầu như là nó khá là giống nhau, đều là có sơ này nọ, nhưng mà một số cái thì nó có thêm những cái bè xương ở bên trong ấy,
kiểu giống như gọi C-shape hay là Chinese, gọi là cái gì nhỉ, chữ nho, chữ nheo ấy. Ừ. Thì cái đấy là bọn chị có thể phân biệt được, nhưng mà nhiều trường hợp cũng không không điển hình lắm, nói chung là thế. Thì nếu mà những trường hợp như thế kết hợp được với cái X-quang của bọn em thì sẽ rất là tốt. Không biết là bên em cái osteo cái fibrous dysplasia thì có gì đặc biệt không? Osteo fibrous, yeah, là đoạn sản sơ tại xương đúng không? Thế là đây là bệnh di chuyển hay là cái bệnh hệ thống? Bệnh di chuyển. Đúng không chị? Cái loạn sản xuất tại xương này đúng là bệnh di chuyển hoặc bệnh hệ thống đúng không? Chị cũng thế không còn... biết nữa. Fibrous dysplasia thì nó hay xuất hiện trong cái gì nhỉ? Cái hội chứng gọi là McCune-Ondrai syndrome. Nó có hội chứng bất thường về nội tiết. Nó có rối loạn phát triển xương, không tạo thành các bè xương trưởng thành. Và nó có một số hội chứng khác về nội tiết đi kèm nữa. Để chị tra lại. Đấy, bởi vì... đấy chính bởi vì loạn sản sơ tại xương, thì bởi vì có thể có loạn sản sơ ở rất nhiều vị trí, thế nhưng mà loạn sản sơ tại xương thì thường em nghĩ là nó phải liên quan đến một cái bệnh di chuyển chuyển hóa nào đấy. Osteo. Còn đâu là cái loạn sản sơ xương này, còn cái loạn sản sơ xương này nó cũng là liên quan đến gen mà. Cái loạn cái loạn sản sơ xương này nó cũng liên quan đến gen và nó hay gặp tổn thương ở cái vùng hàm mặt. Bọn em thì chỉ thấy là nó cứ phồng phồng dày của cái vỏ xương này, xong đó là rỗng cái ống tủy đấy, nhưng mà không hề có cái dấu hiệu khác của gợi ý ác tính, và hay gặp ở cái vùng hàm mặt, rồi thì thời gian phát triển lâu dài mới cái thì bọn em thường hay chẩn đoán là một cái loạn sản sơ xương. Đó. Nhưng mà còn có bệnh lý cái gì nhỉ, osteofibrous dysplasia này nó có một cái thuật ngữ tên khác ấy em ạ, ossifying fibroma ấy. Ossifying cái thuật ngữ ngày xưa ấy nó gọi là ossifying fibroma. Đây chị nhắn cho là còn có một cái term khác ấy, terminology khác. Ossifying tức là u sơ, bọn chị hay gọi là u sơ xương hóa hoặc là u sơ sinh xương á. Loạn sản sơ sinh xương ngày xưa, nếu mà đúng ra em thấy có lần thầy nói về đấy, cái vấn cũng đề kiểu thế. Đấy. Nói chung là lắm thuật ngữ linh tinh lắm, bây giờ lại. Vẫn chưa thống nhất. Ok, dạ vâng, thế để phải hỏi lại cụ xem như thế nào. Thì đấy, bình thường là bọn em làm ở trên lâm sàng là bọn em sẽ làm như thế chị ạ. Đấy là những cái mà thường thì bây giờ nếu mà chỉ đưa một cái X quang đơn thuần mà để chẩn đoán thì nó cũng gọi là hơi võ đoán, tùy trừ những cái gọi là kinh điển như mà như là chị em mình vừa mới chia sẻ với nhau, còn lại thì vẫn cần phải dựa theo một cái hệ thống đánh giá từ trên xuống dưới của bệnh nhân, cũng như là phải có thêm các cái thông tin về chẩn đoán thì chúng ta mới có thể mà định hướng. Còn đâu là cái sinh thiết xương và như chị nói là mảnh nhỏ ấy, thì em không biết là cái sinh thiết của cái phẫu thuật thì như thế nào. Còn như bọn em ấy thì thường là sinh thiết xương ở dưới hướng dẫn của các lớp vi tính ấy, thì là dùng một cái mũi kim để đi vào từ cái vùng mảnh nhất của cái xương đó, sau đó là khoan sau đó thì sẽ hút, dùng cái bơm với cái bơm lòng rộng ấy, xong rồi hút toàn bộ những cái chất ở trong cái mũi khoan, cái khối đó ra. Thế nên có khi hút ra nó chỉ là máu, có khi hút ra nó lại chỉ là cái tổ chức mỡ của cái tủy xương hay cái gì đấy thôi, chứ có khi bởi vì là cái u xương mà khi mà nó phải xâm lấn phần mềm như là mấy cái sắc côm hay là những cái Ewing ấy thì nó rõ, thì cứ đi vào cái chỗ phần mềm đấy thì chắc chắn là sẽ có mảnh để có thể trả lời được. Nhưng mà những cái u xương bình thường kia em thấy ở viện em ấy nhiều khi khoan chán chê rồi nhưng mà cũng không kết quả nó cũng không trả lời, là toàn nhiều hồng cầu ấy, cả một vài tế bào xương hay là một vài tế bào gì đấy thôi, chứ còn đâu là cũng không thể mà đặt ra được một cái chẩn đoán toàn diện được giống như là trong phẫu thuật đấy. Sao tức là lấy cái đối với bọn em là những cái có một số trường hợp sinh thiết xương nó rất là khó khăn đúng không, để có thể lấy được vâng. Cái số lượng mô đủ lớn ấy. Xương đùi là khó đấy chị ạ, vì cơ nó dày như thế, khoan như thế, nhưng mà kiểu như em cảm giác như là không, kiểu như sinh thiết nó không có target ý, đó là mình cứ đưa vào cái vùng đấy mà mình nghĩ nó là cái u ở trên X quang, ở trên các lớp vi tính, sau đó mình khoan và mình hút hú họa được cái gì ra cái đấy. Thế thì nó rất là khó nhỉ. Đó, em thấy nó sinh thiết xương bởi vì mình không bấm mảnh chị.
mình đâu có bấm được mảnh vào trong ống tủy với cả vào vùng vỏ sơn đó đâu. Đoán khoan qua cái vùng tổn thương xong rồi vào trong đó, xong rồi hút được cái gì thì hút đó. Thế thì mặc dù là đi vào đúng vào cái vùng tổn thương đấy nhưng mà nó không có target đi như hú hỏa ấy. Nên là nhiều khi mặc dù sinh thiết xương nhưng mà kết quả nó cũng không đúng như hạn chế nhỉ. Thế thì em không biết là ở bên đó các chị có cái phần sinh thiết xương nào mà nó tối ưu hơn không, hay là nó khá hơn hay không, chứ còn nếu mà nói mổ ra thì thôi em không nói, nhưng mà làm ở trên cận lâm sàng như bọn em ấy thì em thấy là nó như vậy thì đôi khi nhiều khi là mình giải thích cho bệnh nhân chán chê, cho bệnh nhân đau mà khoan cái xương, khoan cái đũa, cái kim nó cũng phải to gần như bằng nửa cái đũa luôn ấy. Thế nhưng mà kết quả nó toàn thấy máu gì thì tế bào mỡ và chứng tỏ mỡ thì khoan một tủy dùng con mịn đấy, nhưng mà thế nhưng mà nó cũng không có cái gì gọi là nó phục vụ nhiều lắm. Em thấy là thực ra là làm cái này nó cũng khó, vừa khó cho cả bọn chị mà vừa khó cho cả bọn em. Ngay như bọn em sinh thiết đầy đủ, nhiều khi bọn chị đọc còn khó. Riêng cái xương ấy là tức là những về bên mặt bệnh học nhá, thì tất cả những cái u của các cơ quan khác là nó tiến triển 10 năm gần đây từ ngày có sinh học phân tử là nó phát triển rất là mạnh. Và giải phẫu bệnh nhờ thế cũng gọi là trưởng thành lên rất là nhiều, đưa ra được rất nhiều phân loại rồi chẩn đoán rất là chính xác các loại u khác. Nhưng riêng xương là 20 năm gần đây là không có bất kỳ một cái tiến bộ nào. Em đọc ở trên cái trang radiographic về X quang xương hay là nó kia thì người ta chỉ nói về các cái những cái bài update nhất ý, thì là những cái bài hiệu quả về điều trị xạ trị cũng như là bài những cái bài hiệu quả về điều trị xạ áp sát đối với những cái u xương lành tính hay là những cái đối với u xương mà có khả năng chuyển dạng. Đấy là những cái bài mới nhất. Còn những cái bài mà về X quang xương của bạn này là toàn những bài từ năm 7 mấy, cũng thậm chí có bài đấy. Từ năm 4 mấy. Có những cái từ năm 4 mấy thôi chị ạ. Thế thì nó chỉ có một vài 2-3 ca cái X quang như thế thì em nghĩ là nó không có cái gì gọi là để cho mình có thể tiếp cận được ở cái thời điểm này. Thế nên là em phải xây dựng cái bài giảng theo cái trang này là cái update nhất, mới nhất. Mà mới nhất của nó cũng là 2013-15 gì đấy. Chứ nó cũng không phải là tiệm cận đi đến tận bây giờ. Thậm chí là bên mặt bệnh học mà bên giải phẫu bệnh bọn chị ấy, những cái người mà chọn để làm nghiên cứu u xương cũng rất là phải can đảm lắm ấy, mới dám làm ấy. Sẽ không có cái gì mới để mà làm cả ấy. Bởi vì bao nhiêu năm rồi thế giới người ta còn chả ngóc lên được ấy. Bên giải Việt Nam thì càng khó. Đợt vừa rồi có mỗi chị Hân ở bên viện ca can đảm là chọn đề tài tiến sĩ là làm ung thư xương ấy. Là ngồi tổng kết được một tí chứ còn... thậm chí các bác sĩ giải phẫu bệnh nước ngoài ấy, bảo chọn ung thư xương để làm một cái chuyên ngành chính của họ cũng không có ai chọn theo kiểu mà chỉ đi theo một cái này đâu, mà họ thường họ sẽ làm kết hợp với một cái gì đấy, chứ những cái chuyên ngành khác tự nhiên đi về hematology là họ cứ cả đời nó chỉ đọc mỗi cái hematology thôi chẳng hạn nhé. Nhưng mà riêng với ung thư xương ấy là họ luôn luôn họ kết hợp hai cái chuyên ngành nào đấy, chứ ít có người nào mà dám chọn chỉ chọn mỗi ung thư xương để kiểu để gắn bó cả cuộc đời lắm, bởi vì nó khó quá. Hay cỡ mẫu nó ít chỉ nhỉ? Tức là số lượng ca nó cũng rất là ít. Ngày xưa hồi chị bên... được mẫu nó ít. Hồi chị ở bên Pháp nhé, thì chị cũng muốn xin đến sang cái viện Cochin để chị học về cái ung thư xương, bởi vì mọi người bảo đấy là cái viện nổi tiếng về ung thư xương của Paris ấy. Nhưng mà cái ông coordinator ông bảo với chị là cái ông mà chuyên gia về ung thư xương ông nghỉ hưu rồi, còn thế hệ trẻ chả có ma nào cả, cho nên chả có gì cho mày học đâu. Em tưởng tượng là đấy, bọn nó trả lương cao và chỉ có việc ngồi đọc tiêu bản không thôi, mà còn chẳng có đứa nào nó chịu đi theo cơ mà. Tưởng tượng ra không? Kinh không? Khó. Khó. Thế mới phải ngồi kết hợp với nhau là phải ngồi nhờ vả bên em dạy dỗ cho mấy bài để còn biết lối, chẩn đoán cho nó tự tin. Mà đấy, bên em cũng nhiều khó khăn ra phết đi chứ. Những cái trường hợp mà rõ quá rồi thì thôi, chả nói làm gì thì cũng chả cần đến giải phẫu bệnh. Mà những trường hợp khó thì bọn em cũng khó, bọn chị cũng khó, thì em cũng khổ nhỉ. Vâng. Mấy cái u sụn thì cứ nhìn nó lờ mờ đấy, không biết là u nội sụn hay là u sụn hay xác ung sụn. Cũng không biết được. Vâng. Đấy, thế nên là bọn em thì lại trông chờ vào bọn chị rất nhiều mới đi đấu tố được với nhau chứ chị ạ. Đấy, dạ vâng. Đó, thế là đây là cái bài mà em dựa vào những cái tài liệu tham khảo này, và chủ yếu là theo cả cái bài của thầy Giang nữa. Đây là một cái bài kinh điển mà sinh viên trường y mấy đời đúng rồi vẫn chuyển ra nhau vào cái này. Nhưng mà thực ra thì cũng thầy cũng là lựa chọn những cái nó cơ bản, còn lại nó thực tế thực hành lâm sàng của chị em mình có những cái nó khá giống sách thì đúng rồi.
Đó. Thế nên là đấy là những cái mà em bọn em thường hay thực hành lâm sàng và bọn em chia sẻ với các anh chị thôi. Rất là mong các anh chị có thêm cái đóng góp. Em sẽ đi hỏi tại thầy cái món này. Ok, có ai có câu hỏi gì không? Mạnh dạn hỏi đi. Bác, mặc dù bác sĩ Hương khiêm tốn nói là không phải chuyên gia, nhưng mà bác sĩ Hương là đọc về u xương rất là nhiều nha. Khiêm tốn thì nói thế thôi. Mọi người đừng, ai có muốn hỏi thêm gì không? Nói chung là những câu hỏi nào bác sĩ Hương trả lời được thì sẽ trả lời luôn, còn không thì có thể bác sĩ Hương sẽ hỏi và thầy Giang để rồi trả lời lại chúng ta, không có vấn đề gì hết. Vâng ạ. Đầy cái là sao biết hết được em, có gì còn phải đọc sách chán chê còn chưa ra. Vâng. Rồi. Ai hỏi gì không nào? Rồi chắc là không rồi. Cảm ơn Hương rất là nhiều nhé, cái bài giảng rất là công phu á, mà có nhiều hình ảnh tiện lắm. Em cho chị xin lại cái bài giảng để bọn chị gửi vào trong nhóm cho các bạn ấy giữ lại tài liệu. Em cứ gửi qua Zalo chị nhé. Em cứ gửi cho chị xong có gì chị gửi cho các bạn, không có sao cả. Dạ vâng ạ, ok chị. Cảm ơn chị Hương.